Đây các bạn nhé, đây mấy chị em phụ nữ đang làm rau muống để xào thịt trâu. Thịt trâu do mình mua ở hội chợ với các bạn. Cà chua đâu? Cà chua đâu? Đây còn cái bịch để nấu lẩu. Bây giờ hôm nay làm gì đâu nhỉ? Ăn mừng, ăn mừng lễ hội. Này có chiếc quà biếu ấy. Chả có gì hơn đâu. Mày cái đêm mày đi bếp ga mày biết là mày ta trả được vơ. Mày nhặt rau mà mày nhặt để cho heo ăn à? Để cho mày ăn đấy. Không phải. Còn hôm trước không gì vậy? Hai vợ chồng tối. Đây các bạn, thịt trâu anh em chúng tôi mua ở hội chợ về các bạn ơi. Chị mà cháu biết là chị đi mua đồ rồi, đồ rồi mà. Chị đi cái yêu về nó tìm cho. Đấy, một cục. Cái này 2 kg, 2 1 kg. Bà mà bọn này đi đâu thấy vậy. Mua hai cái gì cho? 300 nghìn, 300 nghìn, 300 nghìn. Cái này 1 kg, 1 kg nặng thế. Bao lâu rồi? Cái đấy là cất đi rồi. Mày so với đi lễ hội mày. Chị đang nói như thế. Có phải thèm chết cái đồ thịt ngựa đâu. Ăn nó càng nhiều nhiều đồ ngon. Cái gì? Có cắt đồ không em về đấy. Cắt đồ cho em về. Hôm nay bán ra đây còn lấy. Hôm nay tới gần bán hiền yếu rồi. Còn thêm nó là tỷ yếu. Không uống đâu mà yếu không yếu. Yếu không yếu mẹ. Từ sáng hôm qua hai viên tiếp đi. Ta bảo mày. Nói thì nói bậy. Vậy ta bảo chứ. Cho người ta con dao. Lấy cái gì? Lấy cái gì? Thôi lấy em gì nữa. Hai bà đây mà. Quá chia sẻ mà, của ta bắt rồi này, bắt đây. Thịt trâu xào các bạn. Đây có món đa cà pháo. Đi từ hội chợ về này. Lẩu kia là lẩu thập cẩm. Của chị em hội phụ nữ. Mà tao đeo dính nhiều đấy. Ba tô đi khoảng. Còn đấy hắn gì nữa? Đây bỏ áo đây này. Đây. Anh em đi hội chợ về tổ chức ngồi liên hoan. Thành công tốt đẹp. Thành công tốt đẹp rồi. Thành công tốt đẹp. Ăn bụi no luôn mà. Bỏ cái nồi vào trong một tí nữa mà, tí nó mồ quá. Để ông bỏ cái cà pháo này cho nó ăn đây này. Tí mỗi đứa béo ăn cà pháo này mà. Bỏ đây ai cho nó gắp đến luôn này. Ai nhỉ, có ai mà dần diện dần đứt mồm nhỉ? Nào. Mày nói anh biết cái gì vậy? Lâu chỉ nhán nữa mà ai. Bố, đây là mấy nồi dối. Đây thì trâu ấy. Đặc sản đấy. Đi đâu ạ? Anh em thì nhắn được vai đây. Nhắn được vai á? À? Cái này là thịt trâu của người Tây Nguyên. Chứ không phải quán thịt nọ mà. Phải không? Đi ăn nha ai? Hôm nay có quán thịt nọ. Mai đi Nguyên Đức cái nhà, đi Nguyên Đức ngồi góc. Khi nào muốn con được không nhỏ hơn. Thùng ăn chơi nha ơi! Mẹ nấy hết tiền rồi đấy. Có đâu mà được. Đi ăn mấy con.
Tắt mẹ quạt đi tí rồi mở. Mình lên cái mục tập kéo đi. Nhà em hết rồi. Cái kia nó có thể mà nhà em tắt luôn đi. Tắt đi. Được rồi không? Còn mẹ giờ cho từ 500 đi. Đấy. 9 mới cho ra múa vào hả? Có tiền đâu. Nó bật lên đâu? Có bật lên đâu? Đi thôi. Ăn lẩu không bật mẹ. Ăn ăn to bún mẹ đã con ăn rồi con. Cứ mẹ ơi ngon. Ngon. Bố ai mà không ngon đấy. Bỏ ra múa đi. Tao bảo không ngon. Nào hút không còn tí nước nào. Đấy bỏ ra múa vào các bạn. Còn mối tao bảo không ngon đây. Cái lửa nhỏ thế. Lửa hết cỡ ấy chứ. Bữa đâu mà hết cỡ. Em bên nán hả? Anh béo cho em bên nán anh béo. Ui gà nó mạnh lắm rồi. Thì mẹ xin thề hôm nay gặp Pidong đồng bọn lại không thương kịp được. Mấy ngày thì cũng khổ lắm. Tối nay về là bị thế mà. Thôi làm cái đấy nhỉ. Chúc mừng rực rỡ cái đi. Kích nó bụng rồi. Đây mời mấy bạn nhé. Thôi rồi mới ăn. Thôi rồi. Ba con chay. Nước thì ăn được rồi. Con cá thì ăn được, nước ăn uống được. Cá ăn được rồi, nước ăn được rồi, ăn được hết rồi. Mày nấu cá từ trên từ dưới lên lên rồi á? Ờ nấu chín từ dưới lên mà. Hay là mới bỏ. Con người ta ăn hết rồi. Lâu rồi thì ăn được rồi. Chín như rồi. Người ta nấu từ lúc chưa xuống. Đưa cái tô ăn, đã được, bọn nó chơi kiểu này thì ví dụ bọn nó bỏ rồi. Xuống thì ăn được rồi, bỏ cá xuống thì ăn, đéo thì ăn. Nấm mới bỏ xuống chưa xôi, mày cứ ăn nấm đi. Có sao đâu, 10 giờ rồi nhỉ. Sao cái này giống mà biết đấy nhỉ. Ăn thịt trâu đi, trâu đãi mà. Người ta áp chảo cái ăn được rồi. Tao thấy đang chảy nhựa, chưa cầm cái nào nữa. Thử xem. Thì thôi, em ăn cả như kia đi. Thì về đau bụng đứng kia. Đây, chín được các bác à. Đấy, ta cái là ăn được rồi. Cái này mới ngon này. Cái này mới ngon. Cái này ngon quá. Cái này mới ngon quá. Cái này mới ngon quá. Cái này ăn sống trước nha. Trên kia có mấy cái nha. Ăn sống được, mình ăn trước. Ui, ra đâu? Đón giòn nữa. Ăn được, ăn được. Ngon cái. Đấy, rót ra đó chứ làm cái trực dỡ đi. Đang ở nhà, đi thiệt á. Đi thiệt á. Ai đó? Quấn về. Biết. Bọn nó cũng đi á? Nó biết nó to cũng đi mà. Ba một cho em. Nó ở đây á? Nó ở đây nhỉ? Nó một cho em. Thì ơi, cho cái nhiệt, cho cái nhiệt. Không biết. Ôi, xôi, 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 chắc hôm nay ăn cái kia không xôi lắm. Ôi, ơi. Cái kia xôi mà ăn xôi. Đủ mà tô bún này phải đáng giá khá khá đấy nhỉ. Không cho ăn cái này. Điện thoại nó đâu rồi? Mắm này. Cái đấy. Đây có là lẩu nha các bạn. Lẩu thập cẩm luôn này. Với đây này, với đây này. Đây sang mang cái nồi này. Chả cá. Nói mình nấu thì ngon nhưng mà. Bọn nó đã biết ăn. Mình cho làm món này sao đấy, tao bảo mẹ. Đĩa bao nhiêu? Chín như này vàng. 100.000 Hai mai làm đi. Mình đi mua 300.000 vào đấy bán một đĩa này 100.000 Đĩa 100.000 Cái này được khoảng 6 đĩa ngồi hay là gì? Cô lấy đấy. Đây, gấp cả dầu muối. Cả dầu muối cả tỏi. Ngon. Băng không ăn được á? Một nghìn rất là to. Đây là cái này. Cái gì quả thế là được đấy. Người bố mẹ cũng ăn đâu. À đúng rồi, em bố mẹ lên con đâu. Đây là bông như thế này. Ơi, cái báo luôn rồi mà. Cái báo Hàn Quốc luôn rồi đấy. Con này tao kìa. Nó ngửi mùi. Mẹ, cái báo Hàn Quốc rồi. Vũ Hán à? Mình ăn thì ngủ với nó này. Rồi, lễ hội hôm nay mà. Đúng cái này kiểu gì nó cũng... Có nhà báo mà. Chụp đầy đấy. Bọn nhà báo lúc quay phim mà mới chủ tịch xã đi tưới cây ấy. Vâng thấy à? Chả quay mẹ quay phim mấy ông chủ tịch xã đi tưới cây à. Không thấy cái phai cam kia là của bọn kia chứ làm gì phải của dân quay làm kia. Hả? Phai cam hay không? Hai cái mà. Nó trật tư. Của một cái đen đen là của một cái thằng đeo kính cận cận đây này. Nhỏ. Cho bọn ngoài. Không, cái trắng ta đó, còn cái thằng cận cận nhỏ nhỏ kia lúc đó mình ra cái chỗ mà
ngồi ở cái chỗ trường mẫu giáo này, nó lấy xuống đây luôn này, nó hạ cánh đây luôn này. Mình ra nó làm cái về đấy là ngon rồi. Cái đấy nó chỉ quay được mấy đâu mà nó chỉ quay cảnh cao, nó quay được một cảnh đấy nhá. Bốn củ được cái con lành. Thành trai mua cái 12 triệu rồi. Không. Thế là mua hai cái 20 triệu này. 20 triệu cái ngon cái to. Sẽ mua cái cái về như cái cảnh nước này. Mà đi lạc mất mấy tiếng rồi. Sao lại về ở chỗ bảo vậy?